Chào tất cả các bạn, hôm nay shop Hòa Phương giới thiệu sản phẩm dầu gội phủ bạc Komi Nhật Bản chính hãng. Được ứng dụng công nghệ nano giúp các phân tử màu có kích thước siêu nhỏ dễ dàng bám dính vào từng sợi tóc, giúp chuyển từ màu bạc sang màu đen bóng dễ dàng chỉ với một lệnh gội. Ưu điểm nổi bật của dầu gội phủ bạc Komi, sản phẩm mang đến hiệu quả chăm sóc tóc 3 trong 1, phủ bạc, dưỡng tóc, chắc khỏe và kích thích mọc tóc dày khỏe hơn. Công thức nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên không gây hại tóc và da đầu, không gây kích ứng da đầu. Công nghệ nano giúp các phân tử màu có kích thước siêu nhỏ dễ dàng bám dính vào từng sợi tóc, giúp tóc chuyển từ màu bạc sang màu đen bóng dễ dàng. Gội đen nhanh chóng không cần thuốc nhuộm, dễ dàng gội sạch không bị bám màu vào da đầu. Mùi hương thảo mộc dễ chịu thư giãn. Trong dầu gội phủ bạc Komi còn có chứa các dưỡng chất giúp tóc dưỡng tóc, phục hồi mái tóc hư tổn do nhuộm hóa chất, tẩy tóc, tạo kiểu vân vân, giúp dưỡng tóc mềm mượt hơn, bóng khỏe, hỗ trợ làm sạch da đầu và hạn chế nguy cơ nấm da đầu hiệu quả, hỗ trợ kích thích tóc mọc nhanh, dày dặn và dài hơn. Hướng dẫn sử dụng dầu gội Komi. Làm ướt tóc rồi lấy một lượng dầu gội ra lòng bàn tay xoa đều cho tạo bọt, sau đó thoa lên tóc. Dùng tay nhẹ nhàng mát xa đầu giống như sử dụng các loại dầu gội đầu khác. Điều đó sẽ giúp tinh chất trong dầu gội thẩm thấu nhanh hơn vào chân tóc. Chờ trong khoảng từ 10 đến 15 phút để tóc chuyển sang màu đen. Gội đầu lại bằng nước sạch cho đến khi không còn bọt trên tóc là được, sau đó lau khô tóc. Để mua dầu gội phủ bạc Komi, các bạn gọi điện đến số 0925 366 299 để được tư vấn về màu sắc và mua sản phẩm. Hãy đăng ký kênh, like và share ủng hộ shop Hòa Phương. Cảm ơn tất cả các bạn.